đâu, sau 11 giờ rồi mà mẹ chưa gọi điện cho con vậy? Ủa, mà con đi chơi mà, chừng nào con về thì con về, mắc gì mấy điện con làm gì? Thôi, mẹ đi ngủ à? Thôi, mẹ đi ngủ à? Ai út mà? Mẹ gọi điện cho con về. Ngọt mẹ, cái tên là mấy giờ rồi mà mẹ chưa về hả? Giống mẹ của mấy đứa bạn con gì đó mẹ. Phần tiếp theo. Mẹ có cái gì không hơn ông mà suốt ngày con đu đu ông, con không đu mẹ vậy hả? À? Làm cái gì mà đau dữ vậy hả? Cái gì vậy? Cục cưng. Cục cưng của cha. Uống nước nè. À? Đó mới biết tại sao chưa. Không lẽ mình hung dữ vậy sao ta? Tiếp theo. Chạy cho con coi. Chuyện phản nha cô. Quán tôi không có chuyện phản hai chú ơi. À? Chết rồi. Không chuyện phản rồi. Oh no. Chơi cha mình chuồn thôi cha. Phần tiếp theo. Ngon quá. Wow. Trời ơi cha ăn cái gì vậy? Thì mà ngon quá vậy hả? Bánh bò trở nên thông minh. Vậy con sư bò là con thông minh giống con bò hả cha? À? Ai ố thì mà. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye bye.